Chào tất cả các quý vị nha. Ở video này tôi giới thiệu tới các quý vị về các cái loại cửa cuốn thông dụng hiện nay, bởi vì nhiều trường hợp điện cho tôi hỏi là có hiện nay có những loại cửa cuốn nào đấy, rất là nhiều loại và chất liệu nó bằng gì, rất là nhiều câu hỏi là như vậy. Nên tôi muốn làm cái video này để các vị là hiểu qua được cái các loại cửa cuốn hiện nay, cũng như là cái vật liệu để sản xuất cửa cuốn hiện nay là ví dụ như cửa khe thoáng nhôm thì sản xuất bằng cái gì, hay là cửa tấm liền thì bằng cái gì. Nên là các vị xem qua video này thì có thể nắm được. Trước tiên là tôi giới thiệu qua là bên chúng tôi là bên công ty Vinastar, thương hiệu cửa cuốn cung cấp là Vinastar Door, và cái đường link website về các cái cung cấp sản phẩm thì có để ở bên dưới. Còn số điện thoại nếu đặt hàng là số 0982 802 286, như ở trên trên đây đấy. Thì hiện nay là có những cái loại cửa cuốn sau thì các vị có thể là hiểu qua. Thứ nhất là các loại cửa cuốn được dùng hiện nay thì là cửa cuốn, thứ nhất đó là cửa cuốn tấm liền đấy. Thì các vị có thể xem đây là cửa cuốn tấm liền đấy, đây là cửa cuốn tấm liền. Thì cái vật liệu để sản xuất cửa cuốn tấm liền này nó là bằng tôn đấy, tôn như kiểu chúng ta hình dung nó như kiểu tôn trên mái nhà ấy đấy. Thì là có các màu như màu xanh và vàng kem, màu ghi đấy. Thì đây các vị xem, đây là tôn này, tôi bọc như thế này đấy. Thì tôi có thể ghi trước là cửa cuốn tấm liền đấy. Cái cửa cuốn tấm liền này thì có thể là dùng kéo tay, trong trường hợp các vị lắp motor thì là tính thêm tiền motor nữa đấy. Thì là nó có thể dùng kéo tay hoặc là motor. Khi mà chúng ta muốn tự động thì chúng ta lắp motor, còn chúng ta trong trường chúng ta đầu tư chi phí thấp ấy, muốn là cho nó rẻ thì chúng ta không lắp motor, thì là có thể kéo tay. Thì cái cửa cuốn tấm liền này thì dùng cho các cái nhà ở gia đình, hay là cửa hàng mặt phố, hay là các cái siêu thị, cũng như là các cái ký ốt, rồi là tất cả các loại mà có kích thước nó thường thường dưới 5m hoặc là dưới 6m thì cũng sử dụng cửa cuốn tấm liền này rất là nhiều đấy. Còn chiều cao thì nó khoảng tầm 4m đấy, 4m, 5m là vẫn lắp bình thường. Còn các trường cửa to thì chúng tôi sẽ có những cái biện pháp kỹ thuật để mà xử lý. Ngoài cái tấm này ra thì phải gia cố thêm những cái các cái như kiểu thanh đối trọng các thứ, thì khi mà lắp thì chúng tôi sẽ xử lý. Còn thông dụng mà cứ cửa ba rộng 3 đến 4m hay là 5m thì là chúng tôi sẽ sử dụng cửa tay là thông dụng rồi. Còn to quá thì chúng tôi sẽ phải thiết kế các cái tiêu chuẩn khác để mà có thể sử dụng vận hành được đấy. Thứ hai nữa là cửa cuốn, thứ hai là đang sử dụng nhiều hiện nay là cửa cuốn khe thoáng nhôm đấy. Thì cái cửa cuốn khe thoáng nhôm này thì vật liệu của nó là bằng nhôm đấy. Chúng ta nhìn quan sát đây, nó bằng nhôm, được cái mặt cắt của nó đây, thanh nhôm. Cửa cuốn khe thoáng nhôm này thì bắt buộc phải dùng motor đấy. Thì cái giá của cửa cuốn khe thoáng nhôm này thì vì nó bằng nhôm và kết cấu nó dạng hộp này nên là nó cao hơn so với cửa cuốn tấm liền. Trong trường hợp là những trường hợp mà cần phải lắp cửa cuốn khe thoáng nhôm hoặc là có thể đầu tư mức cao hơn thì rất là nhiều gia đình cũng sử dụng cửa cuốn khe thoáng nhôm như thế này đấy. Cửa cuốn thứ ba đấy là cửa cuốn kéo tay bằng nhôm. Cái cửa cuốn kéo tay bằng nhôm này thì nó cấu tạo cũng như cửa cuốn khe thoáng nhôm này, nhưng mà nó không có khe thoáng và được sử dụng để kéo tay đấy. Cửa cuốn kéo tay bằng nhôm. Cửa cuốn thứ tư đó là cửa cuốn siêu trường. Cửa cuốn siêu trường này các cái như kiểu nhà công nghiệp mà với kích thước lớn như là 10m đến 12m thì được sử dụng cuốn siêu trường này, và cái lan của nó bằng thép nhé, vật liệu bằng sản xuất bằng thép. Cửa cuốn thứ năm các cái trường hợp 1, 2, 3 thì dùng nhiều, còn 4, 5, 6, 7 thì dùng ít, thì tôi viết qua đây để các vị nắm được thôi. Còn tôi cũng không về, thứ nhất là loại cửa cuốn, thứ hai là vật liệu, còn các vị nhu cầu sử dụng nhiều vẫn là 1, 2, 3 nên là tôi viết qua. Cửa cuốn thứ năm đấy là cửa cuốn khớp thoáng inox.
Cửa cuốn thứ 6 là cửa cuốn Tôn Đài Loan. Thì nó cũng bằng tôn. Cửa cuốn thứ 7 là cửa cuốn Trượt Trần. Cửa cuốn Trượt Trần này thì của nó cấu tạo của nó cũng là loại này là cửa cuốn là nhập khẩu, bởi vì trong nước là chưa sản xuất được, và bên trong thì nó cũng có các cái loại như là xốp, và bên ngoài là hai bên mặt và mặt trong mặt ngoài là bằng thép, tức là nó bằng hợp kim, bởi vì cái này là nhập khẩu ở nước ngoài, và bên trong nó dạng như là xốp ấy, thì là như vậy. Thì cái này thì các vị muốn xem cửa thì có thể qua chỗ làm việc kiểu châu Âu, là có thể khu Văn Phú ở khu làm việc kiểu châu Âu ở Hà Đông ấy, Hà Nội, là các vị có thể xem qua được. Nên rất là nhiều trường hợp lắp cửa, có mấy trường hợp lắp cửa cuốn Trượt Trần như này đấy. Thì đây là những 7 loại cửa cuốn thông dụng đang sử dụng, tức là 7 loại cửa cuốn có trên thị trường hiện nay. Còn các cửa cuốn thông dụng sử dụng nhiều là 1, 2, 3 đấy. Video này tôi chia sẻ là như vậy. Còn nếu mà các vị muốn xem các cái hình ảnh của cửa cuốn ấy, cũng như là giá cả cửa cuốn, thì các vị có thể truy cập vào đường link website tôi có thể có để bên dưới nhá, là Vinastar này, group.vn này. Các vị đặt hàng thì liên hệ theo số là 0982802286, hoặc là có hỏi thêm gì thì là để lại bình luận bên dưới. Đấy, ai muốn hỏi thêm các vấn đề khác, hoặc là các vị có thể xem các video khác về cách lắp đặt cửa cuốn, hay là giá cửa cuốn, hoặc là màu cửa cuốn, thì các video khác từng loại một là có hết. Đấy. Video này tôi chia sẻ như là như vậy. Nếu mà có ai hỏi gì thì cứ để lại bình luận bên dưới nha. Tôi kết thúc ở đây. Cảm ơn các quý vị đã xem. Hẹn gặp lại các quý vị ở video mới.